Tiếp tục đến với nội dung phim Tây Hành Kỷ, tạm gác chuyện tại Thiên Cung qua một bên, chúng ta sẽ quay lại với thầy trò Đường Tam Tạng. Ở phần trước, bọn họ đã đụng độ phải Cổ Long. Dưới sự hợp lực, các thầy trò cuối cùng cũng tạm thời đẩy lui được lão già. Tuy nhiên, bọn họ bây giờ lại phải đối mặt với mối nguy hiểm khác, đó là đám yêu quái vực sâu. Đường Tam Tạng cho biết, bọn chúng không cướp được Tiểu Vũ chắc chắn sẽ không buông xuôi. Rất nhanh sau đó, Cổ Long cũng đứng dậy, bộ dạng vô cùng tức giận, là lão đã xem thường đám người Đường Tam Tạng rồi. Vậy nhưng chút sai lầm nhỏ này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Nói tới đây là bắt đầu ngừng tụ thực lực. Trong lúc đó, đám yêu quái vực sâu cũng bắt đầu tấn công ồ ạt. Các thầy trò đành phải bỏ qua mối nguy đến từ Cổ Long để chuyển sang đánh giết yêu quái. Tuy bọn này rất đông, vậy nhưng thực lực lại khá yếu nên dễ dàng bị giết chết. Một vài tên còn lao tới định úp sát Cổ Long, đáng tiếc chưa kịp làm gì thì đã bị lão giật xét cho nát người. Lão lên tiếng mỉa mai, phàm trần chính là như vậy, đầu đầu cũng là bọn sinh linh thấp hèn dơ bẩn chứa đựng sự xấu xa. Đường Tam Tạng thẳng thắn đáp lại, nếu phàm trần đã không thích hợp với dòng vậy thì cút đi. Ông chủ động lao tới, Cổ Long thế vậy liền nhảy lên không trung, sau đó liên tục bộc phát ra khí tức, toàn thân tràn ngập lửa nóng. Lão cho biết, dám thách thức Trần Long là sai lầm lớn nhất của chúng sinh, hôm nay lão sẽ dùng thiên lôi rửa sạch phàm trần. Nói tới đây, Cổ Long phóng xuống vô số ngọn lửa khiến đám người Đường Tam Tạng phải chật vật né tránh. Nếu trong máy ăn một cái là xác định cho thành món thịt nướng. Chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lão ta cười lên sảng khoái. Đột nhiên, Giang Ngộ Tĩnh từ phía sau lao tới úp sát Cổ Long. Mặc dù lựa chọn thời gian rất thích hợp, vậy nhưng kẻ này lại là một lão cáo già, lão nhanh chóng quay lại đỡ đòn. Nhân cơ hội đó, chữ bát giới cầm bồ cào lao tới, trên miệng không ngừng gào thét, cánh tay dồn lực vung bồ cào định làm mấy lỗ trên người Cổ Long. Cổ Long lập tức quay lại chặn đòn, chỉ dùng một tay đã có thể ngăn cản công kích. Tay còn lại phóng ra lửa đốt cho bát giới suýt thành thịt nướng. Đường Tam Tạng thúc giục chữ bát giới đứng vững. Lão nhanh chóng lao lên, phía đằng sau là ngao tuyết phun sấm sét làm tê liệt Cổ Long. Chỉ cho có vậy, Đường Tam Tạng lập tức lao tới đấm vào những điểm yếu khiến lão không kịp trở mình và bị đánh bay vào vách núi. Mọi người thấy vậy liền vui mừng, vậy nhưng sự vui mừng này chẳng kéo dài được quá lâu. Cổ Long đã từ vách núi thoát ra được, lão phóng về phía ngao tuyết một đòn công kích. Bởi vì không chú ý, cho nên ngao tuyết lập tức bị trúng chiêu và bị cụt mất một cánh tay. Hắn gào thét đau đớn, những người khác thấy cảnh tượng này liền hoảng hốt. Cổ Long hạ xuống đất rồi mỉa mai, đây chính là kết quả của việc phản bội. Trên thân lão có bất diệt chi long lần hộ thể, đám người Đường Tam Tạng căn bản không thể đả thương được. Bây giờ lão muốn bọn họ phải chết trong tuyệt vọng, nhất là ngao tuyết. Nói tới đây, bầu trời cũng nổi sấm chớp đùng đùng. Vậy nhưng còn chưa kịp xem diễn biến tiếp theo thì phim đã chuyển cảnh tới thiên giới. Tiếp tục với đoạn giang dở lần trước, sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không làm cho Đế Thích Thiên cũng không ngờ tới. Tôn Ngộ Không cảm thấy thích thú, chỉ cần dùng chút mưu kế đã khiến ám hồn lộ diện toàn bộ. Nghe thấy tên tiểu tử này chém gió quá đà, sát tâm đành lên tiếng ngăn lại. Hắn công nhận sự giúp đỡ của cậu, ngoài trừ việc làm loạn phòng của hắn lên. Trước đó Tôn Ngộ Không đã đột nhập vào phòng của sát tâm Quan Âm. Sau đó quẩy tung nóc nhà, thậm chí còn treo biển thông báo rằng Tề Thiên Đại Thánh đã tới đây chơi. Sát tâm thấy cảnh tượng này liền tức giận lao tới, Tôn Ngộ Không nhanh chóng ném ra thanh kiếm của Đế Thích Thiên. Chính thanh kiếm này đã khiến sát tâm có một cái nhìn mới, thoát khỏi mây mù, nhìn thấy sự thật mà trước giờ hắn không nắm được thân phận ám hồn tại thiên cung. Bây giờ thiên giới trắng và đen đã phân mình, cho nên hành động cũng dễ làm hơn nhiều. Đế Thích Thiên thản nhiên cười, thế thì đã làm sao, bóng tối bao phủ thiên giới rồi. Nói tới đây, lão liền phất tay cho toàn bộ ám hồn hành động, bọn chúng nghe theo lệnh liền lao xuống càn quét. Nhìn trận thế này, Tôn Ngộ Không thẳng thắn, trận chiến với ám hồn, cậu nhất định phải đánh tới tận gốc. Vì sư phụ, vì Như Lai và vì tất cả những tính mạng vô tội đã bỏ mạng trong tay ám hồn. Vậy nên bọn chúng nhất định phải trả nợ, đợi xong chuyện rồi sẽ lập tức đi tìm sư phụ. Tuy nhiên, cậu vừa mới đi ra một vòng ở thiên giới, vậy nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Tố Y đâu. Sát tâm nghe vậy cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ Như Lai chưa nói chuyện này cho cậu ta biết. Hắn cho biết Tố Y đã chết rồi, nguyên nhân vẫn chưa tra ra mà lúc đó cô vẫn đang trên đường lấy vĩnh hằng chi hỏa. Tôn Ngộ Không nghe được điều này liền giật mình lùi lại. Hiển nhiên đây là tin tức quá chấn động, cậu lấy quyền trục mà Như Lai đã đưa ra để tra hỏi. Tên hòa thượng bị dọa cho sợ chết khiếp, hắn đem lời của Như Lai truyền lại. Ngày đó, Đế Thích Thiên tại Di Lạc cùng đột nhiên chuyển ra tin giữ về Tố Y công chúa bỏ bệnh bỏ mình. Như Lai vì lo lắng tin Tố Y mất sẽ làm cho cậu mất khống chế, cho nên nhất định phải chờ Tôn Ngộ Không về rồi mới nói. Biết rằng giữ bí mật như vậy là không phải, vậy nhưng Như Lai vẫn hy vọng cô làm một chuyện cuối cùng. Có thể phẫn nộ, có thể phát tiết, vậy nhưng không được quên đi chính nghĩa trong lòng. Tôn Ngộ Không đau lòng rơi nước mắt, hung thủ gây ra chuyện này chính là Đế Thích Thiên. Cho nên, cô lập tức đứng dậy, cánh tay nắm chặt gậy như ý rồi lao về chỗ lão tam. Ở chiến tuyến khác, sát tâm Quan Âm lao ra giết địch, chỉ Quốc Thiên thì đụng độ phải chính đệ tử ngày xưa của mình là Chu Tước. Xem thái độ, có vẻ Chu Tước rất hận chỉ Quốc Thiên. Ân huệ năm đó, hôm nay sẽ trả lại đầy đủ.
ả ta lao lên không trung rồi phóng ra vô số lồng vũ, mỗi chiếc lồng vũ đều sắc bén vô cùng. Chi Cúc Thiên nhanh chóng bị ăn hành, Quang Mục Thiên Vương thì giao thủ với tên Địa Sát Tinh. Kỹ năng của hắn ta khá quỷ dị, Quang Mục Thiên Vương còn khá bỡ ngỡ nên bị trúng chiêu và bị thương. Về phía Tôn Ngộ Không, kế hoạch đánh bộ đầu Đế Thích Thiên cũng không xảy ra đúng như kế hoạch. Lão ta chỉ đứng một chỗ, hình thành một tầng bảo vệ rồi đẩy lui cậu về sau. Chưa dừng ở đó, Đế Thích Thiên còn cố tình khiêu khích, không được uống máu tươi thuần khiết của Tối Y nữa, lão vô cùng đau buồn. Lời này thực sự đã chọc giận Tôn Ngộ Không, cậu lần nữa lao tới vậy nhưng giữa đường đã bị đánh bay ra xa, thân thể đụng nát một tòa nhà. Hung thủ gây ra chuyện này là Côn Sa Môn Thiên. Lão cho biết muốn khiêu chiến Đế Thích Thiên thì phải vượt qua cửa này trước đã. Tôn Ngộ Không nhanh chóng đứng dậy rồi dõng dạc tuyên bố, kẻ nào cản trở thì kẻ đó chết. Cậu hô biến bản thân thành bộ dạng đại viên hồn rồi không quên làm nghi thức vỗ ngực gào thét. Côn Sa Môn Thiên tỏ vẻ hứng thú, rốt cuộc cũng có kẻ khơi dậy ý chí chiến đấu trong người lão. Lão nhanh chóng lao xuống, toàn thân bộc phát thần hồn, đánh ra một đấm vào mặt Tôn Ngộ Không khiến cậu ta lăn vài vòng dưới đất. Không kịp để cho đối thủ trở tay, lão lại sử dụng dài chiêu thức ma không pháp ấn. Từ trên bầu trời lập tức xuất hiện một tòa nhà khổng lồ. Nó hướng thẳng xuống dưới, buộc cậu phải giơ hai tay chống đỡ. Đối phó mãnh thú thì phải dập tắt ý chí chiến đấu. Côn Sa Môn Thiên liên tiếp đánh xuống nhiều pháp ấn nữa, tất cả đều đè lên người Tôn Ngộ Không. Cậu nhận ra cỗ trọng áp này càng chống cự thì áp lực sẽ càng trở nên mạnh hơn. Sau khoảng 10 lần, Tôn Ngộ Không cũng bị chèn ép cho quỳ xuống. Cậu tự nhủ phải khống chế phẫn nộ, đem sức mạnh đại viên hồn tập trung vào một điểm. Cách này quả nhiên có hiệu quả, uy áp từ ma không pháp ấn dần dần suy yếu. Tôn Ngộ Không dễ dàng phá vỡ tòa tháp khổng lồ và một đường lao lên trên, sau đó húc cho Côn Sa Môn Thiên hộc máu mồm. Nhân lúc đối phương còn choáng váng, cậu lấy ra gậy như ý đập cho lão ta không kịp trở tay, thân thể bị đánh cho rớt xuống đất. Giải quyết xong cản trở trước mắt, cậu cảm thấy không nên tiếp tục dây dưa chỗ này, mục tiêu tiếp theo cần xử lý đó chính là Đế Thích Thiên. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người vào tập tới nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.